Chào các bạn, đây là một món sò nướng dầu hành, nước mắm ớt, rất là ngon, và thịt ba chỉ. Cách chế biến như thế nào thì sau đây mời các bạn hãy cùng vào bếp để làm một món sò nướng thật là ngon này nhé. Rồi trước tiên chúng ta sẽ làm nước chấm trước nhé các bạn. Tỏi, ớt, bột ngọt, đường, chúng ta để chung lại rồi giã ra cho thật là nhuyễn. Chúng ta cho nước mắm vào nha các bạn. Đâm nhuyễn ra rồi nước mắm và nặn chanh vào ha. Chúng ta trộn lên cho thật đều. Vì ăn cái món nướng này thì không thể là quên được cái món nước mắm thật là ngon. Làm nước mắm ngon thì chúng ta ăn thì càng hấp dẫn hơn ha. Rồi, chén nước mắm đã xong nhá. Vâng, đây là tôi mua 2kg sò này các bạn. Và về ngâm nước thật lâu và rửa thật sạch nha các bạn ha. Và đây là thịt ba chỉ. Một chén là dầu và hành. Chén nước mắm. Bên này là một chén đậu phụ rang đâm dập ra nhé các bạn ha. Đó, đây là thành phần một cái bữa sò nướng rất là ngon. Và bây giờ là mời các bạn hãy vào bếp nướng nhé.
là món sò lông nướng này các bạn, nướng mỡ hành rồi thịt ba chỉ nướng, ăn kèm với là bún rau thơm. Đây một bữa sáng của là hai cha con ở nhà đây. Bây giờ là mời các bạn cùng ăn với là hai cha con nhé. Rồi cái sò nướng ha, cái là thịt ba chỉ đã xong nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng vào ăn sáng với hai cha con nhé. Mời cô chú vào ăn sáng. Ăn đi lấy nha. Sò nướng này nướng nó lâu quá các bạn, nướng nó trời thì nó nóng nữa, nướng nó lâu lắm. Cái sò này thì nơi gọi sò huyết, nơi thì gọi sò lông. Thì ra ăn cái đi. Trời có mưa mà nó nóng quá. Sáng mà nó nóng rồi, sáng mà nướng nó mồ hôi nó ra nhiều quá rồi. Cởi áo mang cái áo này à. Ăn được không? Ăn được không? Sau bên này. Không dám làm nước mắm cay quá, cay sợ tụi bay ăn cũng được này. Sò này thì có nơi bán đến 70 ngàn một ký các bạn, có nơi bán có là 30 ngàn, có nơi bán 40 ngàn, tôi không hiểu nữa. Giá cả khác nhau hoàn toàn, đây mua ở Tân Khai. Nướng nó là dầu với là hành tươi phi lên, rồi là nước mắm, tỏi, ớt, chanh. Rồi rắc đậu phụng lên nữa, đậu phụng rang nhé các bạn. Thơm. Ngon hơn bữa hôm nữa hùng nhiều. Bữa hôm nướng mặn mặn. Đúng rồi. Sáng nay có hai cho con ở nhà. Nướng hai cho nó vui. Mưa được mấy ngày giờ nó nắng ghê luôn các bạn. Nắng lên là có ruồi ở đây này. Nướng cái con sò này là ruồi nhiều lắm. Ngon hay không là do trời nhờ cái nước mắm này các bạn này. Nước mắm thì pha chế thì mỗi người thì pha khác nhau. Còn sáng này là pha là không có là chế nước sôi vào được, chỉ pha là nước mắm nguyên chất á. Còn nước mắm đây thì cũng rất ngon, do bên là làm cho công ty cao su á, là có cái nước mắm này là ăn mấy năm trời rồi, mắm rất là ngon các bạn. Bón nó dày hả? Ừ. Nó sao? Nó tới nhựa xong rồi con nhà cho cái khóc luôn.
Trời ơi, toàn con phim đến 12 giờ. Còn nó cháu ngoại nữa, mà nó không chịu dậy ăn. Mùng mấy, mùng 5 đi học là không? Mùng 5 tháng 5 đi học gì nữa? Em biết đó. Báo cho trường nhớ để ý á, mùng 5 tháng 5 đi học rồi đó, học lại đó. Mùng 5 tháng 5 mà. Mùng 5 tháng 5. Mình này 29 tháng 4 rồi, mai 30 tháng 4 rồi. Đang nghe 15 tháng 5. Lẫn mấy người thông báo về đó. Cái nhà hàng nó gửi được thêm 1 tuần nữa. Thì 1 tuần không gọi được à? 15 tháng 5 à? 1 tuần rồi. Đây là cái khung vườn đằng sau các bạn. Cái xoài này. Cái xoài quá trời là lớn làm sao chưa có trái. Tốt lắm. Sau lưng là cây vú sữa. Nhỏ mà trái quá trời luôn. Đây là cây bơ này. Cây trái nhiều này. Cây mần trái cũng nhiều này. Chôm chôm này cũng xây này. Mà sao cái xoài chưa có trái? Không biết lý do gì. Cái xoài trái. Giờ Bắc Nam kìa. Cũng chưa ra trái kìa. Bắc Nam hả? Thôi, đến đây thì tôi cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc cho các bạn luôn luôn mạnh khỏe. Thì trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo về ẩm thực, về tin tức. Và cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh cho Minh Hải Miền Đông những tháng qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các cô, các chú.